Sản xuất lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng không nhỏ do hạn hán và xâm nhập mặn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, giá lúa đang tăng theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp, trong đó một phần là do Trung Quốc đang đẩy mạnh mua gạo từ Việt Nam. Hiện thị trường lúa gạo tại các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang sôi động, giá lúa vụ Đông Xuân tăng 500 đến 600 đồng một kg, một phần do Trung Quốc đang đẩy mạnh mua gạo từ Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm nay đạt gần 1,6 triệu tấn với giá trị 692 triệu đô la Mỹ, tăng 42% về khối lượng và tăng 41% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tiêu thụ mạnh nhưng Trung Quốc vẫn chỉ đứng vị trí thứ hai về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 17% thị phần. Dẫn đầu thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam bất ngờ là Indonesia với thị phần hơn 31%. Trong khi đó, Philippines đứng thứ ba trong danh sách các nhà nhập khẩu gạo Việt Nam.